chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái khái niệm này. Khái niệm nhất là cái nhà, cái nhà có làm được hay không, yes or no, đúng không ạ? Thứ hai là cái tuổi có phù hợp với động thổ hay không, đúng không ạ? Từ hai cái biến số đó chúng ta sẽ đưa ra những cái trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là căn nhà này năm nay hướng này, tọa này vượng khí, đúng không ạ? Như vậy cái nhà được quyết định là làm, đúng không ạ? Như vậy cái xét yếu tố thứ hai là cái tuổi của người trạch chủ có phù hợp cho việc làm động thổ hay không. Nếu tuổi của trạch chủ phù hợp cho việc động thổ, tốt quá, động thổ, đúng không ạ? Cái trường hợp thứ hai là tuổi trạch chủ không phù hợp cho việc động thổ thì tuổi trạch chủ không động thổ mà sẽ nhờ một cái người tuổi khác có cái tuổi tương hợp với cả trạch đất, tương hợp với cả cái tuổi trạch chủ, tương hợp với cả ngày động thổ, để mà ba cái tương hợp đó giúp kích hoạt cái sinh khí, kích hoạt quý nhân khí và kích hoạt cho cái trạch đất nó vượng đất, vượng khí. Còn trường hợp thứ hai là nếu như mà hướng này năm nay phạm sát không làm được thì tuổi nào cũng không làm được. Thì dù tuổi chủ nhà có làm được hay không làm được thì cũng là không làm được, nên bỏ qua, không cần xem tuổi chủ nhà nữa. Đó, cho nên thành ra là chúng ta cần phải làm rõ vấn đề này.